Leonardo DiCaprio có tình mới sau chia tay bạn gái. Leonardo DiCaprio vừa chia tay người mẫu Camila Morrone sau hơn 4 năm bên nhau. Anh được cho là đang hẹn hò người đẹp Maria Berikova, 22 tuổi. Theo Daily Mail, ngày 1 tháng 9, tài tử Titanic bị bắt gặp tiệc cùng với người mẫu Maria Berikova. Họ cùng lên du thuyền sang trọng ở Etretat, Pháp. Bức ảnh được chụp lại hồi tháng 7, nhưng gây sốt trở lại bởi mới đây, Leonardo DiCaprio đã tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm Camila Morrone. Maria Berikova, 22 tuổi, là người mẫu gốc Ukraine đang làm việc tại London. Cô vừa kết thúc cuộc hôn nhân với ông xã doanh nhân người Maroc. Chồng cũ của Maria Berikova là Ahmed Massoud Abdelhafid, người đứng đầu đế chế bất động sản và thời trang tại Monaco. Abdelhafid cũng là cháu trai của Bộ trưởng Nội vụ Libya. Ngoài công việc người mẫu, Maria Berikova còn đang học để tiếp quản công ty dược phẩm của gia đình. Tình tin đồn của Leonardo DiCaprio có gương mặt, phong thái sang trọng và vóc dáng quyến rũ. Leonardo và bạn gái cũ Camila Morrone không chụp ảnh cùng nhau kể từ đầu tháng 7, thông tin hai ngôi sao chia tay bùng phát trong nhiều tháng qua. Hồi tháng 5, tài tử Titanic được nhìn thấy an ủi bạn gái sau khi tranh luận. Sau khi chia tay bạn gái, tài tử đôi lúc up được nhìn thấy dạo biển cùng nhiều người bạn ở Malibu. DiCaprio sở hữu khu nghỉ dưỡng ở Malibu trị giá 13,75 triệu USD. Ngoài ra, anh còn có bất động sản trị giá 10 triệu USD trên bãi biển Carbon, nơi mà giới truyền thông gọi là bãi biển tỷ phú dành cho những cư dân giàu có. Theo nguồn tin độc quyền từ E! News, Leonardo DiCaprio và Camila Morrone chia tay do khoảng cách địa lý. Những năm qua, họ cố gắng sắp xếp thời gian giữa lịch trình bận rộn để bên nhau. Dù vậy, DiCaprio và Morrone vẫn di chuyển liên tục. Điều này khiến hai người phải xem xét lại mối quan hệ. Thông tin Leonardo DiCaprio chia tay Camila Morrone đang là đề tài bàn tán trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ ra điểm trùng hợp kỳ lạ trong các mối quan hệ tình cảm của Leonardo từ trước đến nay. Nam diễn viên được cho là hẹn hò tới gần 30 người bạn gái và họ đều dưới 25 tuổi ở thời điểm yêu nam diễn viên. Trang Daily Mail ví von đó là câu lạc bộ dưới 25. Do đó, Leonardo DiCaprio đang bị mỉa mai vì tình trường phức tạp của mình.